Hiện nay có rất nhiều hot boy và hot girl làm nên xu hướng vì những chiếc clip độc đáo và hài hước, và đương nhiên thì không có trào lưu nào giống nhau cả. Vừa rồi thì Sen và TV đã đưa tin về cô gái ăn bạch tuộc sống rách mặt vô cùng đáng thương luôn. Đúng là làm điều lạ và độc thì cũng nhận phải nhiều sự cố khó đỡ. Mọi người còn nhớ trào lưu ăn bắp bằng máy khoan năm ấy không? Không biết cô gái xinh đẹp đã mất nguyên chỏm tóc ngay đầu ngày đó, giờ đã mọc tóc lại chưa ta? Vâng, chúng ta đang nói về Lưu Kiều Kiều, hot girl ăn bắp bằng khoan mà hói luôn cả đầu đình đám một thời. Không biết sau gần một năm xảy ra sự cố dở khóc dở cười này thì cô nàng hiện tại ra sao nhỉ? Sau sự cố thì cô nàng đến từ Bắc Kinh này tỏ ra là một người dám chơi dám chịu, nên không hề là băn khoăn hay buồn phiền gì về cái mái tóc bỗng nhiên biến mất của mình. Cô nàng thường xuyên cập nhật tình hình hói đầu của mình cho mọi người cùng được biết luôn. Cũng từ đó thì mỗi khi ra ngoài, đồng hành cùng cô nàng luôn là những chiếc mũ đủ chủng loại kiểu dáng, hoặc ít ra thì cũng khéo léo che đi bằng một kiểu tóc nào đó. Nhưng đó lại là chuyện của mấy tháng trước thôi. Sau gần một năm bye bye cả mảng tóc thì Lưu Kiều Kiều của hiện tại đã có thể tự tin trở lại bởi mái tóc của cô nàng đã gần như mọc lại như cũ. Bằng chứng là trong bức ảnh được update gần đây trên mạng xã hội, nhìn cô nàng tươi tắn hơn hẳn, những bức ảnh cũng được chụp trọn vẹn chứ không cắt mất nửa đầu như ngày xưa nữa. Cô nàng hói đầu vì sự cố năm ấy nay đã mọc tóc lại rồi nha. Không biết cô ấy còn tạo nên xu hướng nào tương tự nữa không ta? Dù sao thì cũng xin chúc mừng Kiều Kiều vì đã xinh đẹp trở lại. Và hy vọng là từ nay trở đi, cô nàng sẽ không ham hố thêm một phi vụ nghịch dại nào nữa.